Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết báo Coi Nu đang ở cấp 15, giật cấp 17 và dự báo khoảng sáng đến trưa ngày 5 tháng 10, báo Coi Nu sẽ di chuyển vào Biển Đông. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3 tháng 10, vị trí tâm báo Coi Nu ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km h giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc khoảng 10 km h Trong 24 giờ tới, bão coi nuôi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km h Đến 13 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ vị Bắc, 122,4 độ Kinh Đông. sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm do bão từ 19,0 đến 24,0 vị Bắc, phía đông kinh tuyến 120,0. Trong 48 giờ tới, bão coi nui vẫn giữ nguyên hướng di chuyển với tốc độ khoảng 10 km h di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vị Bắc, 119,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão ở phía Bắc vĩ tuyến 20,0, phía Đông kinh tuyến 117,0. Trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km h và suy yếu dần đến 13 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vị Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Về tác động của bão coi nuôi, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, từ đêm ngày 3 tháng 10, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, từ đêm ngày 4 tháng 10, mạnh lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ đêm ngày 4 tháng 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét.